Theo truyền thống, cứ vào ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm, đồng bào dân tộc Tày ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng lại tưng bừng tổ chức lễ hội Lồng Tồng, hay còn gọi là lễ hội xuống đồng, bắt đầu cho một mùa vụ sản xuất mới. Năm nay, lễ hội Lồng Tồng của Phú Nhuận có thêm niềm vui khi được đón nhận quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận thác Đầu Nhuận là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Lồng Tồng là lễ hội truyền thống của người Tày gắn với cư dân nông nghiệp. Lễ hội được tổ chức vào đầu năm, cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà yên vui, ấm no hạnh phúc. Nét đặc biệt của lễ hội Lồng Tồng tại xã Phú Nhuận là gắn liền với một công việc sản xuất nông nghiệp cụ thể. Năm nay, địa phương chọn việc ra quân chăm sóc thu hái chè xuân là hoạt động sản xuất nông nghiệp đầu tiên của năm 2019, bởi đây là loại cây trồng chủ lực của địa phương. Cầu mong cho mưa thuận hòa. Thứ hai là chúng tôi mong được mong cho già khỏe, cho trẻ bình an. Mưa mong cho được lúa lên đồng, ngô khoai sắn đầy bổ và gà lợn thì đầy sân. Mong muốn cho mọi người dân luôn luôn khỏe mạnh, ấm no và hạnh phúc. Con đường của ta xây dựng nông thôn mới ngày càng đẹp, phong phú hơn, đẹp đẽ hơn, và cũng phải thể hiện rằng cảm ơn Đảng, Nhà nước. Đến bây giờ phải nói dân Phú Nhuận của tôi rất phấn khởi, ai nhìn vào vẫn là rất cảm ơn Đảng, Nhà nước. Tại lễ hội xuống đồng năm nay, huyện Bảo Thắng tổ chức công bố thác Đầu Nhuận là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Đây là một tổ hợp thác và bãi tắm trên suối Nậm Hẹn. Trên thực tế thì từ nhiều năm nay tại khu vực này, người dân đã đón rất nhiều đoàn khách đến tham quan nghỉ mát. Thác Đầu Nhuận, ngoài vẻ đẹp hoang sơ, giàu tiềm năng để phát triển du lịch, thì còn cung cấp một lượng lớn nước phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất của người dân địa phương. Có khu du lịch ở Thác Đầu Nhuận thì nó phát triển cho bà con dân ở đây hơn. Các nơi là người ta thường cũng lên đấy thác để đi tắm thác, rồi là mang đồ đạc lên đấy để đi nướng, đi sấy ăn. Có cái điểm du lịch để cho bà con chúng ta là phát triển kinh tế là đỡ khổ hơn. Ngay sau khi kết thúc lễ hội xuống đồng, người dân xã Phú Nhuận sẽ bắt tay ngay vào việc chăm sóc, thu hái chè xuân. Năm 2019, địa phương sẽ hướng tới xây dựng thương hiệu cho vùng chè và phát triển mạnh mẽ các loại nông sản khác, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định, bền vững là điều kiện để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2020.